Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì nông trại chimi sẽ hướng dẫn các bạn cách mà nông trại chimi làm giống ngó dâu tây bằng viên nén sơ dừa, cũng như là hướng dẫn kỹ thuật cho các bạn nào muốn tự làm tại nhà, tại trang trại của mình. Đối với khách hàng nào có nhu cầu làm giống dâu tây bằng viên nén sơ dừa thì đây là một trong những clip để chia sẻ thông tin mà cách chimi đang làm. Hiện tại thì mình đang có các cô chị công nhân đang ghim ngó đây. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Để ghim ngó bằng sơ dừa thì các bạn cần chuẩn bị một số cái vật dụng như sau. Thứ nhất là đương nhiên là phải có viên nén rồi. Đây. Viên nén Ba Chi Vina, viên nén sơ dừa Bến Tre. Nhất các bạn. Thứ hai, các bạn chuẩn bị tăm. Tăm tre. Tăm tre này thì cũng rẻ thôi. Một bịch này thì có 30 nghìn. Tiếp đó là các bạn cần một thùng nước lớn. Thêm một vài gói kích rễ. Một vài gói kích rễ để các bạn có thể đổ vào trong này. Hay mình vừa đổ vào rồi. Atonic chẳng hạn. Thì các bạn đổ vào đây để ngâm cái viên nén sơ dừa, giúp cho cái rễ cây dâu tây ra nhanh hơn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Viên nén sơ dừa thì mình đây dùng của Ba Chi Vina. Đây là viên nén được đóng gói. Đây là loại 335, đường kính 35, được đóng gói kỹ. Mình mua ở ngoài Bắc này, mua thì một thùng này là họ vận chuyển trực tiếp là 550 cả thùng này bao cước. Khi các bạn ngâm ấy thì các bạn chú ý là đổ cả cái viên nén sơ dừa kia vào trong cái bình nước lớn này, ngâm trong vòng 5 phút nhé. Ngâm trong vòng 5 phút thì vớt ra, không nên ngâm lâu quá. Ví dụ cái này ngâm lâu quá này, nó bị dão hết rồi. Cái màng vải không dệt này của nó ngấm nước và nó dão ra, nó khó ngâm hơn, là nó khó ghim ngó hơn. Khi các bạn ngâm vừa đủ ấy thì cái viên nén này nó vừa dão vừa đủ để các bạn có thể đút cái cây vào. Đây. Còn tăm tre thì các bạn sử dụng cái loại tăm tre nào cũng được, tăm tre nhọn hai đầu để ghim. Sau 5 phút các bạn ngâm trong nước ấy, thì các bạn nhớ vớt ra luôn nhé, để cho nó ráo. Thứ nhất là nó nhẹ, cái viên nén nó nở vừa đủ và nó nhẹ, khi các bạn di chuyển làm nó dễ hơn. Bây giờ mình sẽ ra xem các chị cô làm ngâm viên nén như nào nhé. Ở nông trại chimi ấy, thì có hai cách là ươm ngó cái dâu tây để cung cấp cho thị trường. Đấy, cách một là dùng cái bầu đất có giá thể trộn cùng. Cách thứ hai là dùng viên nén sơ dừa, tùy theo cái yêu đặt của khách hàng. Đây là một cái chậu bầu đất này. Đây này. Đấy, chậu bầu đất nó như thế này. Còn đây là một viên nén. Tùy theo khách hàng yêu cầu mà mình sẽ làm giống khác nhau. Tuy nhiên là nếu mà khách hàng nào mà đặt cái viên nén ấy, thì nó sẽ thời gian nó ra rễ nó nhanh hơn, lấy nhanh hơn, khoảng 15 đến 20 ngày. Đây, ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn xem cách của chimi làm cái viên nén này như thế nào nhé. Có thêm tăm này cô nhé. Tăm dè mà một bịch có 30.000, ghim thoải mái. Để nhanh hơn thì các bạn nên cắm cái tăm này vào trong cái ghim luôn, vào cái viên nén luôn. Ok.
cái nào bé quá thì hãy có. Ồ. Mình chọn cái vừa đủ thôi. Ồ. Khoảng 15 ngày nữa là nó dễ đầy mà. Cây nó nhanh lắm. Ok. Thế thụ thử cái này đi. Thế là một cái ngó này thì nó cũng khá là chắc được coi nhỉ. To cái này thì Ngó này to mà. to. Đấy, thì mình sẽ đút cái ngó này vô trong cái viên nén. Làm sao mà nó ngập vừa đủ thôi. Không ngập sâu quá. Vắt cái vải không dệt qua. Đây cho cháu. Đây. Mình vừa cô ấy vừa thao tác. Mình một phần của cái vải không dệt này mình sẽ dùng để giữ cái ngó này cho nó không bung ra, sau đó dùng tăm. Đấy, dùng tăm để cố định nó. Thì trong quá trình cắm tăm thì chú ý là đừng cắm trúng cái dây ngó nhá, không là nó sẽ bị hỏng. Nó sẽ bị nấm nhiễm và cây nó sẽ không cung cấp đủ cái dinh dưỡng. Các bạn chú ý là nhớ là không cắm cái ngó này ngập quá sâu trong trong cho viên nén. Nếu mà sâu quá thì cái phần lá của cây nó không bung ra được, nó bị ép vào bên trong cái bầu này, nó không nở cái lá ra được. Lúc đấy thì cây nó chỉ phát triển rất là hạn chế. Sau khi mà ghim ngó xong rồi thì mình sẽ tiến hành vùi cái ngó này vào bên trong đất. Đấy, vùi bên trong đất thì để đảm bảo cho cây mà nó nhận đủ ánh sáng, nó phát triển nhanh ấy, thì mình nên giãn cách giữa các ngó. Đấy, làm sao mà các ngó nó có khoảng trống đủ khoảng 10 cm để nó phát triển. Đấy, ví dụ mình vùi nó như thế này. Đấy, nó cách xa mấy cây này. Đấy, thì cái cây này sẽ đủ ánh nắng và nó không bị vống lên. Cây nó sẽ trong khoảng 3 ngày thôi là nó sẽ đủ hút ẩm, nó bắt đầu ra rễ trắng. Đấy. Khoảng 15 ngày thì rễ sẽ bao, khoảng đến 20 ngày thì thu hoạch được. Đây, ví dụ như cái rễ non nó vừa đâm ra như thế này. Rồi. Nó vừa đâm ra khỏi như này là vừa đủ để ghim này. Giờ mình sẽ thử nha. Đang cầm cái điện thoại này đang hơi khó. Đây. Đầu tiên thì mình sẽ dùng cái ngón tay này. Đấy, ngón tay này để tạo một cái lỗ. Đấy, sau đó đút cái này vô. Sau hạn chế gãy cái dễ nhất có thể. Sau đó thì mình sẽ cuốn cái vải không dệt qua phần cổ ngó. Cắm cái tăm vô. Đấy. Như thế này thì mình đã hoàn thành việc ghim một cái ngó. Sau đó thì mình sẽ vùi nó xuống dưới đất thôi. Đấy, các bạn không nên vùi nông quá nhá, vùi nó vừa đủ hết một cái viên nén để làm sao cho nó được ẩm. Đấy. Điều kiện tiên quyết là nó ẩm thì cây nó sẽ ra rễ nhanh hơn. Với cái viên nén này thì tốc độ ghim khoảng bao nhiêu cô nén nhỉ? Mấy trăm một buổi một người? Viên không, nhưng mà cái bầu thì bao nhiêu nhỉ? Bầu thì nó nhiều ngó này cũng ghim được 500 600. 600. Ừ, 600. Thế thì cái viên nén này ít nhất nó phải tăng gấp 1,5 lần chắc nhỉ. Chắc là chắc này hoàn thành sớm trong buổi nay thôi. Ghim viên nén thì chậm hơn đấy, còn được ghim cái viên cái ngó này được cứ cắm vào luôn. Viên nén thì chậm chậm hơn. Viên nén này chậm hơn. Ừ, còn để làm như thế này nhưng mà chậm hơn. Mình phải zoom cái miệng nó vào. Ừ. Thời gian còn, kia bầu kia cái miệng này vào đặt xuống sau mình cắm que. Cái này thì chỉ có cứ cái này là đặt xuống là cứ cắm que vào nhanh hơn. Ừ, nhanh hơn à? Nhanh hơn bầu như là nhanh hơn. Nhưng mà viên nén bên nén thì nhẹ nhàng hơn. Ừ. Bầu thì bê nặng. Bầu thì nó mất công di chuyển. Vâng.
Ừ, chắc nó cũng sẽ tương đương thôi. cũng có thể cũng tương đương nhau. Đó, đấy là cái tốc độ mà trung bình. Nói chung là cũng lâu rồi không ghim cái viên nén này này cũng không rõ đúng không? À, nếu mà tốc độ bình thường của một người có coi như khoảng độ 600 cái viên nén này một buổi. Ừ. Ừ, cũng lâu lâu rồi, bởi vì bên mực sàng hát năm. Đấy. Thì nó có khoảng 600 một 600 viên nén một cái người một buổi thì nó cũng rất nhanh thôi. Cái đơn hàng này có 3.000 cây thì nhanh vèo vèo mà. Quên không mang cứ quay đất cứng quá. Đây là toàn cảnh cái vườn dâu giống. Mình sẽ thường xuyên update cái tốc độ ra rễ của nó, của cái viên nén hôm nay mình ươm thì các bạn có thể theo dõi. Thì cái viên nén này giúp cho mình làm cái giống mình nhanh hơn nhiều. Còn bầu đất thì nó trộn, mất công trộn, đóng giá thể là hơi lâu. Đấy, thì bất kỳ khách hàng nào có nhu cầu các cái loại dâu giống như thế nào thì mình sẽ đáp ứng. Đấy, viên nén này có ưu điểm là ra rễ nhanh. Đấy, và vận chuyển thì nhẹ nhàng. Một thùng thì đóng gói được nhiều viên. Đấy, còn bầu đất thì nó có hạn chế là nó nặng. Đấy, thời gian ra rễ lâu hơn. Thứ hai là khi mà đóng gói thì nó nặng hơn. Nhưng bầu đất có ưu điểm là rễ trong bầu đất thì cây nó sẽ hồi nhanh hơn. Khi các bạn trồng cây thì cây trong bầu đất nó sẽ hồi, tại vì rễ nó quen với môi trường đất rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.